chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, sát với Đại học Việt Đức, để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc xây trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Bắt đầu từ mép nhà bên đó đến vị trí của bê tông bên này là ngang 6, dài 54, tổng là 324, dài hết cái đất đã cào nha cả nhà. Sổ sẵn thổ cư 100% nha. Đất này là đất dân nhưng mà chủ đã lên thổ cư, full thổ cư rồi, nên là chúng ta xây nhà. Muốn xây nhà thì chỉ việc xây nhà thôi. Nhìn lô đất phía đằng trước mà nhìn ra đằng sau nhìn thì có vẻ là đằng sau nó hơi hẹp đúng không cả nhà? Nhưng mà khi nhìn đằng sau, nhìn lên đằng trước thì nhìn đằng trước nó rất là nhỏ. Tại vì cái đất này chiều dài nó rất là dài, nên là chúng ta nhìn cảm tưởng là cái đất nó bị hẹp, nhưng mà không có bị hẹp nha cả nhà. Đủ ngang, đủ 6. Và phía dưới này đuôi cũng đủ 6 luôn, không có bị hẹp hậu hay là top hậu hay là top lít gì hết nha cả nhà. Ngang 6, dài 54, dài tới cái vị trí đất đã cào tới vị trí bên này là tổng 324m², thổ cư 100%, sổ sẵn. Lô này mà xây trọ lên khá là đẹp. Chúng ta xây một cái căn biệt thự đằng trước, còn đằng sau thì chúng ta xây phòng trọ. Đó, chúng ta nhìn đứng ở đây thì chúng ta nhìn thì đằng trước lại nhìn hẹp, đúng không ạ? Tại vì đất, quỹ đất nó dài nên là khi chúng ta nhìn thì chúng ta cảm tưởng vậy. Nhưng mà đất là đo đủ diện tích nha cả nhà. Đủ diện tích là ngang 6, dài 54. Vị trí khá là đẹp luôn, là đất dân nhưng mà thổ cư 100%. Lô này thì sát với trường Đại học Việt Đức, thì tí nữa em sẽ quay để cho cả nhà xem và hình dung. Thì với vị trí này thì chúng ta xây tương lai, chúng ta xây nhà trọ rất là đẹp, bởi vì nó liền kề với trường đại học học, nên là sau này chúng ta xây để cho sinh viên, học sinh thuê nè. Đằng trước thì chúng ta làm nhà chúng ta ở, còn đằng sau thì chúng ta xây mấy chục phòng trọ như vậy cho thuê. Đường thì là đường nhựa nha cả nhà, đường nhựa 5m. Vị trí khá là đẹp, đất vuông vắn bằng phẳng, chủ cào đất. Và lô này chủ bán với cái giá là 2.650.000. Trên thị trường thì chủ đang chào giá là 2.850.000 nha cả nhà. Những cái lô bên cạnh á, là người ta đang chào bán giá là 2.850.000. Cái lô này do chủ kẹt tiền nên là họ hạ giá 200.000.000. Nên là giờ giá chỉ còn 2.650.000 thôi. Nên là quý anh chị và các bạn muốn mua lô này thì cả nhà hãy kết bạn Zalo theo cái số điện thoại em ghi trên video, thì em sẽ gửi thông tin và sổ sách qua bên Zalo cho cả nhà xem và hình dung nha. Lô đất này vuông vắn rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung nha. Vị trí ạ. Đường là đường nhựa nha. Cái này nối thẳng ra khu Mỹ Phước 4 và sát với trường Đại học Việt Đức luôn. Ở đây thì dân cư ở cũng khá là nhiều rồi. Thì sau này chúng ta mua ở cũng được, mà mua để đầu tư lâu dài cũng được. Vì cái khu vực này đang chuẩn bị xây nhà rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó sát, nó chạy ra trường Đại học Việt Đức thì chỉ khoảng mấy trăm mét thôi. Đây là qua với trường Đại học Việt Đức rồi nè. Quỹ đất này là Mỹ Phước 4 nha cả nhà. Nếu mà chúng ta đi tắt từng kia thì nó sẽ gần hơn. Cái đoạn này thì người ta chưa có làm đổ nhựa, chỉ còn một chút xíu, khoảng tầm 100m, hơn 100m là người ta chưa có đổ đường nhựa. Khi mà đổ đường nhựa lên thì cái giá nó sẽ lên cao hơn ha. Và đây là tới qua với Mỹ Phước 4 ạ. Chúng ta nhìn thẳng phía đằng trước, đó chính là trường đại học phía đằng trước nha cả nhà. Đó, cả nhà cũng thấy á. Nên là quy mô của lô đất này rất là đẹp. Với cái diện tích là 324m thì so với đất ở trong khu này là thành 10 lô 10m, ngang 10, dài 30. Nếu ở trong khu vực này á, ngang 10, dài 30, thổ cư 100% thì giá nó phải rơi vào là 3.8 một lô. 3.8 một lô rồi, nhưng mà lô đất này cũng thổ cư 100% mà giá diện tích là 324m, cái giá chỉ có 2 tỷ 8
À 2,6 tỷ 50 thôi, rất là đầu tư, nên là chúng ta đầu tư rất là hợp lý. Cả nhà cũng thấy trường đại học Việt Đức phía đằng trước ạ. Nên quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả nhà hãy liên